Vâng Quân à, mình chưa kịp nhìn, không biết bên kia là gì, vì tôi nhìn thấy một Summer và dường như là một Kata. Vâng một Kata thì đúng là quá nghiệt. Summer pan thì đẹp, bên này là một Hitty. Vâng, hy vọng là định luật Hitty chuẩn sẽ đến với chim sẻ. Đó là một bài xấu. Vâng, đen đen bớt đi, thắng rồi, đằng nào cũng thắng rồi thì đen bớt đi để còn lấy sức và lấy quân bài đẹp khi gặp Mạnh Hào và No 1 ở vòng đấu sau, vòng đấu thứ 12 và cũng là vòng đấu cuối cùng trong buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay. Các bạn đến với giải đấu AOE Star League năm 2017 được tài trợ chính bởi nhà tài trợ Kim Cương M58 với cái bài chính thức là M58WC.com. Vâng, cứ mỗi tuần thì chúng ta lại gặp nhau tại Pegasus Club, địa chỉ là số 20 ngõ 165 Cầu Giấy để đến với giải đấu AOE Star League. Do tuần này game thủ Xuân Thứ Văn Long nghỉ thì tuần sau sẽ phải đánh bù. Và dự vâng như vậy là Summer và Egypt chứ không phải Summer và Katarian, tên chim lợn hơi ẩu. Vâng, tuần sau thì có lẽ chúng ta sẽ phải đánh bù 3 cái vòng và chim sẻ và game thủ U98 cũng sẽ đánh từ 9 giờ, nếu như giống như tuần trước sẽ đánh từ 9 giờ thay vì 13 giờ như thường lệ. Các bạn vẫn có thể đến với Pegasus Club vào tuần sau. Mọi thông báo về lịch đánh bù sẽ được post trên trang chủ của GameTV.vn cũng như là trang aoestarleague.com. Và các bạn dùng Facebook, các bạn cũng có thể vào GameTV khách hàng thân thiết để cập nhật lịch. Chúng tôi sẽ cung cấp lịch thi đấu đánh bù cũng như thời gian thi đấu của tuần thi đấu thứ 5, vòng đấu thứ 13, 14, 15 của giải đấu này. Vâng, rất nhiều các kênh truyền thông để các bạn có thể truy ghi cập vào. Các bạn có thể vào fanpage GameTV.vn cũng được. Vâng, fanpage GameTV. Quay trở lại với trận thi đấu này, trận thi đấu thứ 5. Đây là vâng, Kata là của U98 chứ không phải là ở bên kia. Bên kia là Sumerian và Egypt. Như vậy là tôi thích cặp Sumer và Egypt hơn. Nhưng hai nhà bên phía của chim sẻ U98 đang gần nhau và hoàn toàn có thể ôm lấy nhau trận này. Hai voi về, một bầy hiêu, thêm một voi nữa dành cho U98. Vâng, đánh cặp với sẻ trong giải đấu mà là ở thể loại I2 thì nó là một cái vâng, đánh như này thì bất kỳ cái game thủ nào đánh á thì chỉ cần tròn vai thôi là được. Vâng, chỉ cần đánh tròn vai thôi, còn lại mọi thứ khác chim sẻ lo. Đó là cái nguyên tắc, chỉ cần tròn vai hoặc cần cân một ông thôi. Xuất sắc hơn thì có thể là chém chéo hoặc làm cái gì đó. Vâng, đánh với sẻ trong mọi cặp đôi E2 thì thích nhất là những người biết ôm bom. Những người nào mà biết đi ôm, vâng, đi ôm được một người bên kia là xong trận. Kiểu kiểu như thế, nghĩa là trên lý thuyết nó là như vậy. Tất nhiên đó là cái những cái quân mà chim sẻ cầm kiểu cung và chim sẻ sẽ kiểu gánh gánh tim. Vâng, thường thì chúng ta nên hiểu như vậy cho nó dễ. Còn đánh với ông chim sẻ này cũng là một người chủ lực nữa thì ai đi bán máu. Vâng, mệt lắm. Còn đây là màn hình máy Hitty của chim sẻ. Hiêu về đôi voi quả phụ bịp. Rất bịp. Vâng, sao đánh với cả vâng tất cả những người cầm hit bài đều xấu. Nhưng ông này thì không. Hôm nay hương khói cực kỳ đủ. Vâng, bãi quả phụ. Vâng, mình đã từng tuyên bố rồi, giải đấu ở Việt Nam thành công nhất có lẽ sẽ là giải đấu mà chim sẻ không vô địch. Chứ ông này ông ăn tất, ông ăn cả đất xung quanh mãi rồi, cũng nản. Tham lam. Vâng, các bạn có thể thấy được hình ảnh của chim sẻ thi đấu nó mãnh liệt như thế nào tại giải đấu AOE Việt Trung mà khi Việt Nam chúng ta phải sang Trung Quốc để thi đấu. Vâng, chim sẻ kẹp HBB thua Tiểu Đường Ngư Seng Long 0-2 trước ở kèo 2-2 Seng. Sau đó bật 4-2 bằng những trận kinh điển. Vâng, đánh với cả Seng Long kèo solo Seng thì là có hai map tịt. Nhưng chim sẻ vẫn thắng để rồi kết thúc tỷ số là 4-0. Vâng, khi động chạm tới tiền thưởng là ông này khoai lắm. Vâng, chơi ông này cực khoai. Ông ấy mút chuồn chuột, không bỏ một cái giải nào cả. Vâng, sắp tới thì sẽ có giải toàn quốc và chim sẻ sẽ đầu quân cho một tỉnh. Đến giờ thì thông tin các game thủ của GameTV đầu quân cho tỉnh nào thì mình vẫn chưa biết. Mà chỉ có một điều chắc chắn là Mạnh Hào thì đầu quân cho Hải Phòng rồi. Vâng, Mạnh Hào sẽ về đầu quân cho Hải Phòng. Vâng, kích 27 dân và 10-27 bịp. Vâng, bài hit tí xấu mà. Ba voi về, hiêu về và quả phụ rừng hơi xấu thôi. Hai rừng dừa.
Còn đây là U98 cũng đã bắt đầu đào vàng rồi với bài 4 vòi về và có quả phụ. Vâng, cặp đôi này đúng là quá lộc. Thực sự là lộc lá dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, nghe nói là sang tuần tới, nghĩa là xong ngày chủ nhật này thì sẽ chốt kèo đánh với BB Club. Hình như là lại chốt 7C vào chiều mai. Thế đang nghe nói thôi, không biết là có đúng không. Thấy đồn là chiều mai đánh 7C với BB Club. Vâng, lại là một ngày thể lực. Rất thể lực. Vâng, 7C mà đánh tầm 11 rưỡi như ngày hôm trước gặp Hà Nội là đánh đến 8 rưỡi tối mới xong. Vâng, 9 tiếng đồng hồ thông. Vâng, em đó đánh thì cũng căng thẳng bởi vì đây là cũng tốn sức của cả game thủ, bình luận viên cũng như là khán giả xem cũng thấy mệt. Quay lại với chim, vâng, chim công tê luôn lên nhà của game thủ Hello Chip Boy. Vâng, lại đánh theo kiểu he rồi, đánh theo kiểu mất dạy, chơi toàn cung tê. Vâng, như vậy là Egypt của game thủ Hello Chip Boy. Và đây là Hitty ăn được con tê của đối phương và vẫn bắn. Vâng, thốn các bạn. Ôi, lại có cả giò của U98 sang bên này nữa này. Trong sân ngoài ấy, em ấy. Vâng, thôi thôi, quit. Quit thôi, khổ lắm rồi. Thốn, tôi không biết là cái màn hình camera xem có game thủ chim sẻ đang cười không. À, vâng, như vậy tắt mất rồi. Tôi tưởng camera để đấy, chắc ông ấy đang cười với hai con cung tê và giết chết người cầm Egypt trận thi đấu này. Hái ra, cũng có một tê công sang, nhưng bây giờ nông dân đã có bánh xe rồi. Và nó vã luôn. Vâng, và vừa ăn được một cái gì đó nữa thì phải. Vừa bắn chết con giò tới từ game thủ Trương YS. Nghiệt. Vâng, đánh quá cẩn thận và chắc chắn dành cho game thủ chim sẻ. Đây là U98. 2L timeline 29 dành cho game thủ U98 ở thời điểm này. Có phù thủ từ lại game thủ Trương YS. Và bây giờ thoải mái chơi thôi. Thoải mái từ này, có hai phù thủ rồi. Phù lại máu. Còn đây là xẻ. Bắt tất cả những con lạc đà tới từ game thủ Trương YS mà chưa mất cái gì. Sẽ là 5-0 dành cho cặp đôi chim sẻ và U98. Liệu có tỷ số 6-0 không? Lại một siêu phẩm nữa tới từ U98 và chim sẻ với sự lộc lá của mình. Và người duy nhất có được chiến thắng 6-0 đó chính là chim sẻ U98 trước cặp Jiu Gui Mèo Mèo ở tuần thi đấu trước. Vâng, Chip Boy đánh 2A. 3A, có lẽ là 3A. Quá khỏe rồi. Còn đây là U98 tham lại 3-3. Cũng đang chém rất khỏe bài Catalian này. Rất khỏe nhá. Công giáp đầy đủ. Có phù thủ nhà và 2L vắt đều. Chém chéo Chip Boy và 5-0. Chim sẻ và U98 vẫn đang từng bước cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Và nếu như hôm nay được thi đấu với Xuân Long, xin lỗi các bạn là Xuân Thứ và Văn Long, nhiều khả năng họ còn đứng đầu bảng.